Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một cái buổi chiều thật là vui mọi người ơi. Mọi người thấy ngôi chùa mà thầy đang quay đây, mọi người có biết là ngôi chùa nào không? Mọi người ơi, ngôi chùa này là ngôi chùa của sư phụ thầy ngày xưa. Hiện giờ là cái hài cốt của sư phụ thầy vẫn còn nằm ở cái vườn tháp của ngôi chùa này mọi người nhá. Hôm nay bởi vì có cái nhân duyên hôm nay thì thầy lại lễ gần cái ngôi chùa này. Lễ gần ngôi chùa này thì thầy cũng tưởng là thầy ra tới chùa để thầy thăm lại cái cảnh cũ cũng như là thăm lại cái tháp của sư phụ của thầy. Nhưng mà nhà chùa thì cũng khóa kín cổng cao tường. Thầy cũng không vào được thì thầy vòng ra cái nối ngã sau. Thầy chiếu cho tất cả mọi người xem cái ngôi chùa cũ, ngôi chùa này là thầy nói cho mọi người biết là ngôi chùa này nói là dục lúc đó là trưởng hội Phật giáo của tỉnh Thái Bình, dục cậy chức cậy quyền và dục đã ăn cướp cái ngôi chùa của thầy rất là thành công mọi người nha. Đấy, dục đã ăn cướp cái ngôi chùa này thành công mọi người nha. Thì tất cả mọi người biết là cái những cái năm trước kia thì những năm trước kia thì Hùng là muốn đưa hài cốt của sư phụ của sư từ cái ngôi chùa này để về chùa Trường Mại để thờ cúng, để được nhiều người theo, để được nổi trội cũng như là để mình khuyến hóa. Nếu như mà mình làm một cái tháp cho sư phụ thì có thể là mình khuyến hóa được, làm một cái tháp có thể khuyến hóa được cả chục cái tháp. Tức là ai cũng kêu gọi mà, ai cũng kêu gọi là thầy muốn làm cái tháp cho sư phụ của thầy thì mọi người phát tâm, thế là làm một tháp nhưng có thể được hàng chục tháp mọi người nhá. Thì tất cả những ma tăng là thầy giới thiệu cho tất cả mọi người này, những ma tăng thì thường thường là có những cái thủ thuật đó, không ai có thể biết được cái thủ thuật của các ma tăng đấy. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì cũng mà nhờ thầy thì ngày hôm nay thầy mới nói cho tất cả mọi người trên cộng đồng biết được những cái thủ thuật của các ma tăng, tức là làm kinh tế rồi thương mại, cái chốn cửa thiền môn nó rất là cao cấp mọi người, nó rất là cao cấp. Do đó là Hùng đã định đưa hài cốt của sư phụ của thầy để về chùa Trường Mại. Hùng đang trụ trì bây giờ đấy, nhưng mà khi mà làm việc cái ông với cái ông sư ở đây thì ông sư đã nhất trí rồi, nhưng mà đến khi đi đưa về thì đưa về gọi là đào gần thành công rồi, gần đưa lên được thì là một số người dân người ta ra người ta giữ, người ta chửi mọi người, người ta giữ người ta chửi, thì do đó là Hùng cũng bị một số người người ta tát vào mặt cũng như là người ta đấm đá cho. Và sau cái vụ việc đó thì là về là Hùng với có điện cho thầy nói lúc đó là hai người còn vui vẻ mà. Hùng có điện cho thầy, Hùng nói là sư huynh ơi em thất bại rồi, sư huynh ơi em thất bại, sư huynh nói với em nhưng mà em không nghe. Trời ơi, đào sư phụ gần lên đến nơi rồi thì là dân nó ra nó giữ rồi, nó chửi rồi, nó đánh em, bây giờ em đang lên xe em về đây. Thì đó là một cái câu chuyện. Hôm nay thì thầy nhân duyên thầy tới cái chùa cũ cảnh xưa, thầy định vào thăm viếng sư phụ của thầy, nhưng mà chùa thì kín cổng cao tường, do đó là thầy không vào được. Thì thầy nhớ lại, thầy chia sẻ cho tất cả mọi người nhá. Thì qua những cái sự việc như thế thì mọi người mới thấy được tất cả những cái cách
làm ăn cũng như là những cái cách thương mại của các ma tăng thời bây giờ thật là tinh xảo mọi người nhá. Mồm thì nói là đi tu là xả bỏ tất cả, xả bỏ tất cả rồi không tham sân si, nói mồm như vậy thôi nhưng mà tham đắm rồi vơ vét rồi làm kinh tế mọi người ơi. Cứ vị nào mà cứ hở ra một cái chùa nào là những ma tăng câu kết với nhau là ăn cướp mọi người nha. Thì thầy chia sẻ cho tất cả mọi người.